Tập thế nào qua gáy rồi bạn? Gáy chưa? Đội 3 mà, đội 3 là hàng được mấy? Thưa đồng chí, là đồng chí Phúc là lại bị dời sang tổ của tôi mà. Một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ. Thế không phục điều này. Rất là đau và không còn cảm giác nữa. Xin đợi! Xin đợi!